Thưa các đồng chí và các bạn, trải qua 30 năm thực hiện nhiệm vụ tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức hội và phát động các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu thực hiện chủ trương của nhà nước, nghị quyết của đảng trong hội viên, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Sóc Trăng luôn thể hiện vai trò nòng cốt tạo phong trào hành động cách mạng ở địa phương như tôn chỉ mục đích của hội. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận điều này qua chặng đường 30 năm đồng hành, chung sức thực hiện các mục tiêu của tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh để Sóc Trăng ngày càng vững bước đi lên. Trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội, các cấp hội cựu chiến binh đã thể hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một tổ chức chính trị xã hội, tập hợp được gần 20.000 hội viên tham gia tổ chức hội. Từng hội viên cựu chiến binh Sóc Trăng luôn xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ, góp công góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Sóc Trăng giàu đẹp. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 14. Hội cựu chiến binh Sóc Trăng bám sát kế hoạch mục tiêu của Trung ương Hội, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, các cấp hội thể hiện vai trò nòng cốt, gương mẫu, hoàn thành vừa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hội viên khá giàu ở các địa phương trong tỉnh chiếm 58%, xóa nhà ở tạm bợ cho hội viên, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,22%, thấp hơn tỷ lệ bình quân toàn tỉnh. Đây là những con số ấn tượng, khẳng định những giải pháp phù hợp của ban chấp hành cùng với ý chí phấn đấu, tinh thần vươn lên của hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà. Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã được triển khai sâu rộng trong hội viên, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và xây dựng hội vững mạnh. Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội đã phát triển mới 1.361 hội viên, có 289 hội viên tham gia cấp ủy Đảng, các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, 373 hội viên được bầu vào Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hàng năm, tổ chức hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 98%, có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa đều tăng. Giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, làm nòng cốt, đi đầu các phong trào thi đua yêu nước, đưa chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân như tôn chỉ mục đích của hội. Mô hình đóng góp quỹ và nghĩa tình đồng đội, hùng vốn xi măng xây nhà, cùng với ngân sách nhà nước, các nguồn quỹ vận động xã hội, 5 năm đã xây dựng 509 căn nhà cho hội viên với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Những căn nhà mới mọc lên thể hiện tấm lòng tri ân, tinh thần tương ái, sắc son nghĩa tình đồng đội đã góp phần nâng cao mức sống cho hộ hội viên chưa đủ điều kiện tự lực, hội viên nghèo và cận nghèo. Không còn hội viên bức xúc về nhà ở là một thành quả in đậm dấu ấn hội ở nhiệm kỳ vừa qua. Phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau giảm nghèo đã lan tỏa sâu rộng những mô hình cách làm hiệu quả thiết thực. Tính đến cuối năm 2021, có 480 trên 786 chi hội, 50 trên 109 tổ chức hội không còn hội viên cựu chiến binh nghèo. Tỷ lệ hội viên nghèo từ 6,29% giảm xuống còn 1,22%. Tỷ lệ hội viên khá giàu chiếm 57,65%. Mang danh là bộ đội Cụ Hồ rồi, là không phúc phục là đói nghèo, tập hợp anh em lại cho là để giúp đỡ nhau mà vươn lên để làm giàu cho gia đình. Với quan điểm của tôi thì phải gắng phấn đấu làm bằng cho được. Mấy cái hội thời chiến thì mình làm con được, thời bình vậy mình nó là tự sống nè, tự lo tự đi nè, thì gắng phấn đấu mà làm chứ bây giờ mình không chờ ai, không chờ nhà nước là gì. Kế hoạch số 291 ngày 7 tháng 8 năm 2019 của Hội cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng về sản xuất quanh nhà cải thiện đời sống trong hội viên sớm phát huy hiệu quả. Mô hình VAC được phát huy, đất đai được cải tạo, trồng hoa màu, cây ăn trái, chăn nuôi, tận dụng ao mương để nuôi thủy sản, cải thiện thu nhập. Đây là một chủ trương gắn liền với biện pháp, cách làm thiết thực, tạo thêm sức bứt phá trong thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo trong hội viên và có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.
Sau 2 năm triển khai kế hoạch số 291, có hơn 97% hội viên thực hiện, tạo ra giá trị tăng thêm trên 48 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu tận dụng đất đai ao mương để cải thiện bữa ăn gia đình, mà nhiều hộ đã phát huy mô hình này để thoát nghèo, tăng thu nhập. Xóa nhà ở bức thiết cho hội viên, hoàn thành sớm hơn về chỉ tiêu giảm nghèo và xóa hội viên nghèo trong năm 2022 là những điểm nhấn quan trọng ở nhiệm kỳ 2017-2022. Thành quả đó phải nói đến ý chí quyết tâm của nghị quyết ban chấp hành và tính thiết thực của chỉ tiêu gắn với giải pháp, với kế hoạch cụ thể, như hàng năm hội cựu chiến binh xã, phường, thị trấn có từ 1 đến 2 chi hội xóa hội viên nghèo, mỗi huyện, thị, thành phố xóa 2 xã, phường, thị trấn không còn hội viên nghèo. Bên cạnh đó là triển khai kế hoạch 291, áp dụng những mô hình phù hợp với hội viên để nhân rộng, mô hình nhiều hội viên khá giúp một hội viên nghèo, gây quỹ hùn vốn của chi hội để hội viên có thêm nhiều cách chọn lựa, chủ động vốn để cải thiện thu nhập. Đến giờ này thì trong toàn tỉnh, cựu chiến binh nghèo còn 222 hộ nữa. Và 222 hộ này thì cái nghị quyết ban chấp hành hội cựu chiến binh năm 2022 thì kiên quyết, tức là quyết tâm năm 2022 thì xóa hết hộ nghèo. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã ghi nhận nhiều cán bộ hội tiêu biểu. Những gương sáng cựu chiến binh tạo ra những mô hình đột phá trên các lĩnh vực, trở thành những mô hình tiêu biểu ở địa phương. Ở huyện Cù Lao Chung, mô hình cải tạo vườn nhãn da bò sang giống thanh nhãn để tăng giá trị vườn nhãn lên gấp 3 lần và giải pháp ứng dụng quy trình công nghệ cao nuôi heo thịt trong mùa dịch heo tai xanh của cựu chiến binh Trần Văn Thọ có ý nghĩa tác động tích cực đến chủ trương chuyển đổi cây trồng và chính sách khuyến khích mô hình trang trại trong chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình tận dụng vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung để phát triển nghề nuôi ong lấy mật của hội cựu chiến binh xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách đã mang lại lợi ích kép. Vườn cây ăn trái có nuôi ong sẽ tăng tỷ lệ đậu trái, người nuôi ong thì thu lợi nhuận từ mật. Còn ở thị xã Ngã Năm, cựu chiến binh Lâm Văn Thơm là một hội viên nhạy bén với thương trường, linh hoạt trong sản xuất kinh doanh. Ông là cơ sở duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long thu gom thịt cá sấu để chế biến khô xuất sang Trung Quốc, tận dụng phế phẩm xay nhuyễn làm thức ăn nuôi cá trê lai. Khi dịch COVID-19 bùng phát, việc xuất khẩu gặp khó, ông Thơm chuyển sang bán thịt cá sấu phi lê, phế phẩm từ xương, thịt vụn được xay nhuyễn, trộn với cám làm thức ăn nuôi cá trê phi, cá trà. Phải nói rằng là cái phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu nói chung cũng như là cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của hội cựu chiến binh thì trong những thời gian qua thì phải nói rằng là nó là một cái động lực nhằm tạo cái điều kiện để phát triển cho hội viên và cũng là giúp cho chính quyền địa phương giải quyết hữu hiệu cái bài toán về giảm nghèo bền vững, mà trong đó cái công lao một phần là có sự đóng góp của hội, tổ chức hội cũng như là từng cá nhân cựu chiến binh. Với sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Dân vận tỉnh ủy, kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị xã hội, cựu chiến binh đã triển khai đồng bộ chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của đảng bộ các cấp, đặc biệt là phong trào hội cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội đã huy động trên 26.000 ngày công lao động, hiến 30.600 m2 đất để phục vụ các công trình phục vụ dân sinh. Nhận thực hiện 79 tuyến đường với chiều dài trên 180 km để thực hiện tuyến đường kiểu mẫu và đóng góp gần 2 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội cựu chiến binh đã duy trì và phát triển mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm, câu lạc bộ an toàn giao thông, công trình thắp sáng đường quê với những cách làm phong phú, đa dạng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Cựu chiến binh các xã Lai Hòa, Vĩnh Tân, Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu có những tuyến đường hoa điển hình của thị xã Vĩnh Châu, hình thành nếp sống văn minh xóm ấp, góp phần tạo diện mạo nông thôn mới khang trang. Từng địa phương có những mô hình, những cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm tự nhiên, điều kiện cụ thể vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân ở địa bàn nông thôn. Phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của hội cựu chiến binh thông qua phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi. Công tác xây dựng hội đảm bảo cả 3 lĩnh vực, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng tổ chức với kế hoạch đồng bộ, tạo đột phá vào nhiệm vụ chủ yếu, phát động có hiệu quả trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.
Chuyên mục Cựu chiến binh Sóc Trăng đến đây là hết. Các đồng chí và các bạn có thể xem lại nội dung này. Hãy vào trang web thst.vn. Thân ái kính chào.